Video này được mang đến cho bạn bởi Trùng Cuối và Trùng Figure, shop bán áo chính thức của chúng tôi. Và Trùng Cuối cũng như là Trùng Figure đã có mặt trên Facebook. Các bạn có thể bấm vào đường link trong phần mô tả và bình luận để theo dõi những thông báo và những ưu đãi mới của chúng tôi. Đây là một bộ phim kể về một chàng trai 17 tuổi được cô này crush. Và khi trưởng thành thì từng yêu cô này, nhưng cuối cùng thì vẫn cứ nhớ đến cô nàng đã phá tờ ring môi của mình. Dù đến khuôn mặt cũng chẳng còn nhớ. 5cm trên giây. Tốc độ hoa anh đào rơi là 5cm trên giây. 秒速 5cm nan datte. Ê? Nani? Sakura no hana no ochiru speed. 秒速 5cm. Đó là những gì mà Akari Shinohara đã dạy cho Tuno Takaki. Câu chuyện của họ bắt đầu vào cái ngày mà Akari chuyển vào lớp của Tuno. Do Tuno là đứa chân yếu tay mềm chết tiệt, còn Akari là con gái. Và cả hai đứa đều hướng nội như nhau nên họ nhanh chóng trở thành đôi bạn thân. Hàng ngày cả hai đứa cứ tíu tít xoắn suýt bâu lấy nhau. Nơi đâu có Akari, nơi đó có Tuno và ngược lại. Chính điều đó đã khiến cặp đôi trở thành mục tiêu trêu đùa của mấy đứa trong lớp. Mặc kệ những lời đàm tiếu qua loa linh tinh, Tuno vẫn luôn kể cận bảo vệ cho Akari. Tuy nhiên ngọt ngào đến mấy cũng tan thành mây. Và một ngày tuyết rơi, Akari khóc lóc báo cho Tuno một tin sầu rằng gia đình cô chuẩn bị rời đi và không thể sánh đôi cùng cậu vào cấp 2 như những gì đã hẹn trước. Nghe như sét đánh ngang tai. Mồm Tuno thì nói không sao, nhưng bên trong thì nước mắt đã là biển rộng. Mặc dù cả hai vẫn thường xuyên liên lạc qua thư tín, nhưng thời gian dần trôi, những bức thư cũng dần thưa đi. Rồi một ngày, Tuno được bố mẹ báo cho tin rằng cả nhà sẽ chuyển đến Kagoshima. Quãng đường đến với Akari vốn đã xa nay càng thêm phần cách trở, nên Tuno quyết định phải đến gặp cô nàng một lần nữa để nói hết nỗi lòng, nếu không thì sẽ hối hận cả đời. Ngày đến thăm crush đã đến, Tuno xin nghỉ buổi hoạt động câu lạc bộ để đi cho kịp chuyến tàu. Nhưng một thằng khốn nạn quyết tâm gây khó dễ cho Tuno. Tên thằng khốn đó là thời tiết, tuyết ở khắp nơi, tuyết nghẹn đường tàu, nghẹn cả đường tình. Mỗi lần nghe thông báo hoãn tàu, Tuno cũng chỉ biết trách mình đen. Biết thế hôm nay mặc cái áo của Trùng Cuối vào thì có khi trời lại đẹp. Thậm chí bức thư chứa đựng bao tình cảm của cậu cũng bị gió cuốn đi mất. Ý trời, cơn bão tuyết mỗi lúc một to hơn. Và thế là mọi chuyến tàu đã bị hoãn hết. Cứ mỗi phút trôi qua, tâm trạng của Tuno lại tụt xuống một chút. Và khi nó chạm đáy là lúc cậu hy vọng Akari đừng đợi mình nữa. Sau hơn 2 tiếng bất động, cuối cùng thì con tàu cũng đã đến ga. Nhưng giờ cũng đã là 11 giờ đêm. Tuno cũng đã hết hy vọng được gặp lại crush của mình. Nhưng khi vào bên trong ga, đập vào mắt cậu là hình bóng quen thuộc ngày nào. Akari đang thiếp đi bên bếp sưởi của nhà ga. Tuno đến bên, thì thầm cậu nói nhỏ: "Dậy đi ông cháu ơi." "À chết, đây phim tình cảm mà." "Akari." "Phải là dậy đi Akari ơi." Nhìn thấy người bạn bao năm xa cách, Akari không kiềm chế được cảm xúc mà túm lấy vạt áo của Tuno mà bật khóc. Bên lò sưởi của nhà ga, Akari mới lôi mớ đồ ăn đã chuẩn bị sẵn ra và cả hai đứa cùng nhau nhai nhóp nhép mớ đồ nguội. Lũ có tình yêu chết tiệt. Đôi bạn trẻ ngồi với nhau quên cả thời gian. Mãi đến khi nhân viên nhà ga phải nhắc là đã đến giờ đóng cửa thì Akari và Tuno mới chịu di chuyển. Giữa đêm giá rét, tuyết giăng kín lối, Akari đưa Tuno đến một cây anh đào gần nhà. "Cậu có thấy những bông tuyết này giống hoa anh đào không?" "Khum, tưởng tượng đi." "Hoa đẹp quá." Trong lúc cảm xúc dâng trào, Tuno và Akari đã trao nhau nụ hôn đầu của mình. Khi hai tâm hồn đang va chạm đồm đốp vào nhau, Tuno chợt nhận ra đây có thể là lần cuối mà cả hai có thể ở bên nhau. Và tất cả những gì còn sót lại chỉ còn là một chút dư vị của đôi làn môi. Buổi tối hôm, họ ngủ lại trong một ngôi nhà nhỏ bên đồng. Akari và Tuno đã có một đêm trải lòng với nhau, đắp chung một chiếc chăn cũ và kề bên nhau cho đến khi thiếp đi lúc nào không hay. Sáng hôm sau, Tuno đón chuyến tàu đầu tiên. Trước lúc chia tay, hai đứa bịn dị lắm. Nhưng những gì văng ra từ mồm họ chỉ là lời tiễn biệt và những lời chúc cho tương lai. Tuno đã quên mất điều mà cậu định nói. Còn Akari thì không dám đưa bức thư mà mình đã chuẩn bị. Và rồi cứ thế họ chia tay mà chưa thể nói ra những điều mình giấu trong tim. Thời gian dần trôi, Tuno của thì hiện tại đã ở năm cuối cấp 3. Bên trong những giấc mơ, cậu vẫn luôn thấy một cô gái ở bên mình. Nhưng khuôn mặt của cô ấy ra sao cậu cũng chẳng còn nhớ nữa. Đây là Kane, một nữ sinh đã đổ đứ đừ Tuno ngay từ lần đầu tiên cậu nhập học cùng lớp năm 2. Người ta nói vì yêu cứ đâm đầu, Kane luôn tìm cách để gần gũi Tuno vì cô luôn cảm nhận được sự khác biệt nào đó từ vị trí của chàng trai này so với những khứa cùng trang lứa khác. Hàng ngày Kane vẫn luôn cùng Tuno đi học về. Nhiều lúc cô ngó thấy cậu thường xuyên nhắn tin cho ai đó và thầm ước giá như những tin nhắn đó là dành cho mình thì hay biết mấy. Nhưng thực tế những tin nhắn mà Tuno viết chẳng có địa chỉ người nhận nào cả. Đến hẹn lại lên, Kane lại ở góc trường cũ dình Tuno để về cùng. Nhưng hôm nay đợi mãi mà chẳng thấy crush đâu, nên cô quyết định kệ mẹ cậu xách xe đi về. Trên đường, Kane chợt ngó thấy xe của Tuno bên đường. Cô mò lên ngọn đồi thì thấy crush đang say mê inbox với ai đó. "Chỗ này đã có ai ngồi chưa nhỉ?" "Xin lỗi, tớ cần sự riêng tư." Thế rồi hai người ngồi cùng nhau, chia sẻ với nhau những dự định cho tương lai, về những suy nghĩ và cả những điều mình còn phân vân nữa. Kết thúc chuyên mục tâm sự, cả hai cùng nhau đi về. Chợt có một chuyến xe vận chuyển tàu con thoi đi ngang qua. Trong thoáng chốc, Kane nhắc đến vận tốc 5 km/h của con tàu ấy khiến cho Tuno giật mình.
Nghe có gì đó quen lắm. Bất giác như có gì đó hiện lên trong tâm trí Tuno sau khi về nhà. Những câu hỏi liên quan đến cô gái trong giấc mơ của cậu. Liệu rằng ở đa vũ trụ ngoài kia có nơi nào mà họ có thể ở bên nhau không? Những suy nghĩ ấy tiếp tục được cậu chốt vào những tin nhắn mà chưa được gửi đi. Sau cuộc nói chuyện đó, Kane như nhận ra mình và Tuno cuối cùng cũng có điểm chung. Thế là cô lại càng có động lực. Lần đầu tiên cô cảm nhận được hương vị đẹp đẽ xung quanh và vượt qua chính mình để chinh phục những cơn sóng. Dù trước đây cô bất lực, vậy nên lần này Kane đã hạ quyết tâm thổ lộ lòng mình cho Tuno biết. Vẫn như mọi khi, Kane lại chờ Tuno tại lán xe sau bức tường và lại về với nhau như thường ngày. Nhưng đến khi có cơ hội, Kane lại ngập ngừng, không dám nói lên lời mình muốn bày tỏ. Trời độ cho cô thêm một cơ hội nữa khi xe của cô đột nhiên chết máy. Nam Nhi mà kệ nữ nhân quốc bộ về thì cũng kỳ, nên Tuno quyết định sẽ đi bộ cùng Kane về thay vì chở cô về. Trên đoạn đường hai người cùng đi, chợt Kane bật khóc mà chẳng rõ vì lý do gì. Trong thâm tâm cô như muốn nói, làm ơn Tuno, đừng quá dịu dàng với mình như vậy. Vì nếu cậu cứ làm thế thì sẽ càng khó cho mình để dứt khỏi tình cảm này. Và mọi thứ như dừng lại khi tàu con thoi được phóng lên. Cả Kane và Tuno đều ngước nhìn nó một cách chăm chú. Khoảnh khắc ấy trong lòng cô gái trẻ chợt nhận ra mình giống như con tàu kia vậy. Được phóng ra ngoài nhưng cũng chẳng thể chạm được tới thứ mà nó mong muốn. Còn cô dù có kể cận thân thiết với Tuno đến đâu thì cậu ấy vẫn chẳng hề để mắt đến cô dù chỉ một chút. Cô cũng biết rằng ánh mắt của Tuno sẽ mãi hướng về phía xa xôi nào đó. Vì thế những lời đã chuẩn bị Kane quyết giấu kỹ trong tim. Dù biết rằng sẽ rất lâu về sau cô sẽ mãi chỉ yêu mình Tuno mà thôi. Thời gian cứ đẳng đẵng trôi đi. Bây giờ Tuno đã tốt nghiệp bách khoa và trở thành một nhân viên chạy cốt chuyên nghiệp. Dù đã từng có người yêu, nhưng cuối cùng Tuno vẫn cứ cô đơn như vậy. Hàng ngày cậu chỉ biết lao đầu vào công việc. Chỉ cho đến khi Tuno dần nhận ra mình đã quá mệt mỏi về thể chất, căng cứng về tinh thần và đánh mất đi quá nhiều thứ đẹp đẽ. Nên để giải quyết vấn đề của mình, Tuno quyết định nghỉ việc. Ở một phương trời nào đó, Akari đã kết hôn. Trong một hôm về thăm nhà, cô chợt tìm thấy bức thư mà mình đã không gửi cho Tuno ngày hôm đó. Những ký ức như thay nhau ùa về trong giấc mơ, không chỉ với Akari mà còn với cả Tuno. Trong cơn mộng đó, họ thấy mình quay trở về hồi 13 tuổi, cùng nhau đứng trên một cánh đồng tuyết trắng. Họ sẽ cùng sải bước bên nhau trên thảm tuyết tuyệt đẹp ấy, và hứa với nhau về ngày mà hai đứa sẽ cùng nhau ngắm hoa anh đào. Và rồi vào một ngày hoa đào nở đẹp khắp phố phường, những cánh hoa rơi với tốc độ 5cm trên giây. Tuno chợt đi lại con đường năm ấy, và cậu lướt qua một cô gái. Trông lạ nhưng lại rất quen. Cô gái dường như cũng có chung cảm nhận đó. Nhưng khi quay lại thì những gì họ thấy chỉ là chiếc tàu hỏa chia cách hai người. Những cánh hoa anh đào vẫn rơi. Nhưng khi con tàu đi hết, cô gái kia cũng đã biến mất. Tuno khẽ mỉm cười. Giá như khoảng cách của họ chỉ là 5cm. Và tôi còn quại. Xin chào và hẹn gặp lại. Trong suốt tháng 3 này thì Trùng Quế đang có ưu đãi cực lớn, cụ thể là mua 2 tặng 1 trong cả tháng. Cùng với đó là Trùng Quế đã bắt đầu nhận in áo theo yêu cầu. Các bạn có thể gửi mẫu cho chúng tôi qua Shopee hoặc Fanpage, và chúng tôi sẽ in nó trong vòng nhanh nhất là 2 ngày, 20 ngày.